Đứng ở vị trí thứ 10 là bàn thắng của Hà Đức Chinh tại vòng loại U23 châu Á. Một pha di chuyển cực kỳ thông minh và cùng với đó là pha kết thúc không thể tin có hơn. Hà Đức Chinh, dứt điểm. Kỳ số 5 của châu Âu Việt Nam. Một pha dẫn lên chỉ bóng rất hay của đội bóng đầu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường truyền của đội bóng hậu thực sự là rất hợp lý. Nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Chúng ta vẫn chờ đợi những pha xung phong của Hà Nội để thực hiện những cú dứt điểm như vậy. Ở AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã đăng quang, Anh Đức đã có những tình huống di chuyển và dứt điểm bằng chân trái gọn ghẽ và chuẩn mực ở đẳng cấp rất cao. Và với tình huống vừa rồi thì chúng ta có thể hiểu được rằng Hà Đức Chinh cũng muốn nối tiếp những người đàn anh để thực hiện những pha bóng rất tiêu chuẩn. Xin chúc mừng Hà Đức Chinh, cầu thủ luôn chơi nhiệt tình, tuy nhiên đôi lúc vẫn bị cấn cá trong tâm lý dứt điểm. Ba ghi bàn thứ hai của Đức Chinh rồi, giải đấu lần này bàn thắng rất quan trọng. Cú đá vào giữa hai chân của thủ môn Quang Nam. Pha chơi bóng có thể nói là xuất sắc của U23 Việt Nam, không chỉ ở đường truyền của Đoàn Văn Hậu, cú dứt điểm của Hà Đức Chinh. Tôi muốn nói đến những tình huống di chuyển không bóng của Quang Hải và cả Hoàng Đức nữa. Tất nhiên là khi mà đội U23 Việt Nam có bóng thì nhân vật mà các thủ Thái Lan quan tâm nhiều nhất chắc chắn sẽ phải là Quang Hải. Và tình huống di chuyển chéo sân của Quang Hải đã hút theo sự chú ý của tương đối nhiều cầu thủ Thái Lan. Ở vị trí thứ 9 là bàn thắng quyết định của Anh Đức ở những giây thi đấu cuối cùng. Mặc dù là cú đánh đầu cận thành, thế nhưng đó là đủ để huấn luyện viên Park Hang-seo khiến Thái Lan rời khỏi giải đấu do chính họ làm chủ nhà. Đánh nhau! Bàn thắng của Anh Đức! Không còn thời gian nữa rồi các bạn ạ, không còn thời gian nữa rồi. Thắng lợi đã thuộc về Việt Nam rồi. Câu trả lời của Park Hang-seo với những sự mạo hiểm của ông, mạo hiểm nhưng có lý và rất sáng tạo. Một lần nữa chúng ta ngả mũ trước ông thầy Park Hang-seo, những thử nghiệm tuyệt vời. Bây giờ thì Anh Đức đã bị chuột rút thật rồi, nhưng đó là cái giá phải trả sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của cầu thủ lớn tuổi nhất trên đội tuyển Việt Nam. Cao Huyên đã chơi có thể nói là rất lung tung. Anh bất ngờ trước tình huống dứt điểm của Anh Đức. Cú đẩy bóng của Cao Huyên phải nói là hơi thiếu may mắn khi nó không đi qua xà ngang mà lại cuộn vào trong. Ông Park Hang-seo đã thất vọng nhưng rồi là bùng nổ vui sướng sau đó. Liệu đây có phải là lời khẳng định của ông vua bóng đá Đông Nam Á hay không? Xếp thứ 8 trong bảng xếp hạng này là bàn thắng cực kỳ khéo léo của Văn Sĩ Hùng tại Tiger Cup năm 1998 để giúp đội tuyển Việt Nam có trận thắng đầu tiên trong lịch sử trước Thái Lan. Thứ hạng tiếp theo thuộc về Tiến Linh tại SEA Games năm 2019 với pha chọn vị trí thông minh để rồi dứt điểm bằng đầu dũng mãnh, Yến Phò Chiến rời khỏi giải đấu. Bàn thắng rút ngắn cái biên của Tiến Linh. Đó là những gì chúng ta chờ đợi. Sắc áo đỏ đã sống trở lại trên sân Mỹ Nam. Và niềm vui một lần nữa đến cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn, bàn thắng vừa rồi chắc chắn sẽ giúp cho tinh thần của U22 Việt Nam sẽ tốt hơn. Một đường truyền bóng cung phải nói là rất vừa tầm của thần thần cho Tiến Linh. Và một tình huống mà Tiến Linh cũng đã chọn điểm rơi tuyệt vời. Bàn thắng thứ tư của Tiến Linh tại SEA Games lần này. Cách biệt bây giờ chỉ là một bàn mà thôi. Đứng ở vị trí thứ 6 cũng là một pha đánh đầu, nhưng Công Phượng đã dứt điểm đó một cách hoàn hảo, điều mà người ta ít thấy của một tiền đạo có thể hình khiêm tốn này. Với đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta còn nhớ là trận đấu thắng tưng bừng 4-0 trước U23 Myanmar ở lượt trận đầu tiên của bảng B, thì Công Phượng là người kiến tạo cả hai đường truyền để cho Quang Hải ghi bàn, và lần này Quang Hải là người kiến tạo cơ hội để cho Công Phượng thực hiện một cú đánh đầu đập đất rất hiểm hóc, bóng chạm vào mép trong cột dọc.
khung thành của thủ môn Hoàng Nam. Tỷ số là 1-0 dành cho đội tuyển U23 Việt Nam của chúng ta ở phút thứ 7 của trận đấu. Và có thêm một điều bất ngờ nữa, đó là Công Phượng, một cầu thủ không cao nhưng đã ghi bàn bằng đầu trong tình huống vừa rồi. Xếp ở vị trí thứ 5 là một màn thêu hoa dệt gấm của các tuyển thủ U23 Việt Nam, mà bắt đầu là ngôi sao quen thuộc Nguyễn Quang Hải. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thành Thịnh trả nước, đập lòng. Quá lắm. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến. Có lẽ đây sẽ là kỷ lục trận thắng Thái Lan. Vượt cả kỷ lục 3-0 ngay ngày 21 tháng 2 sẽ lấy. Và đập lòng hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn. Cầu thủ đang chơi cho Hoàng Gia Lai. Và xuất điểm từ thứ hai mẫu mực, và thủ môn Thái Lan đã phải vào đây là đóng lần thứ tư trong trận đấu. Pha bóng có sự mặt của hai cầu thủ vào sân hai người. Đây là giải đấu mà những pha đi bóng xuống góc trái sau đó đưa ngược lên là vũ khí rất đáng chú ý của U23 Việt Nam. Thành Thịnh, Thanh Sơn đã có cú đặt lòng cực kỳ chuẩn mực. Và trước đó không thể không nhắc đến pha bóng rất nghệ thuật của Quang Hải. Một cú đặt lòng rất chắc chân, và thủ môn Thái Lan Quang Nam lại bị khuất tầm nhìn. Không cần bàn thắng này thì U23 Việt Nam cũng đã chắc thắng với một chiến thắng cách biệt. Siêu phẩm xếp hạng tư là pha bắt vô lê cực kỳ dũng cảm của Việt Hoàng ở ngoài vòng cấm, mở màn cho một trận thắng lịch sử của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Ở vị trí thứ 3 là Văn Quyến với pha độc diễn như một siêu sao thế giới. Đứng ở vị trí thứ 2 là pha lập công của Hoàng Đức. Thế nhưng điều mà người hâm mộ trầm trồ là cách đi bóng và kiến tạo của Messi Quang Hải. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền vượt biên. Chân chạy. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Trên sân lúc này chúng ta có 4 cầu thủ trên cánh trái. Vừa rồi là pha bóng của hai cánh trái tuyệt vời, Quang Hải và Hoàng Đức. Những người đều đã từng dự giải vô địch thế giới. Với Quang Hải là một nhân tố đá vốn dĩ rất đặc biệt. Chúng ta đã biết quá nhiều về anh và luôn chờ anh bùng nổ như vậy. Còn với Hoàng Đức thì thực sự đó là tương lai. Chúng ta xem lại pha đi bóng một đoạn khá dài của Quang Hải. Tình huống người nhớ đến pha phối hợp giữa Quang Hải và anh Đức ở chung kết lượt về AFF Cup vào tháng 12 năm ngoái. Cũng là một động tác
xoay người lườn quá dẻo, và cũng là một pha đá nối bằng chân trái giống như anh Đức. Pha lập công cuối cùng chắc chắn sẽ khiến mọi người phải thán phục là pha đánh đầu ngược ở những giây cuối cùng của Lê Công Vinh đã đem lại chiếc cúp vô địch đầu tiên cho đội tuyển Việt Nam tại sân chơi AFF Suzuki Cup. Sự tinh hoa tuyệt vời, phút cuối cùng và lưới của Cosin đã rung lên. Tôi còn gì ngon ngào hơn khi chiến thắng đến từ những giây cuối cùng của trận đấu. Đây là đỉnh cao của đội tuyển Việt Nam tại giải lần này. Sự thăng hoa tuyệt vời, đỉnh cao của bóng đá Việt Nam. Bóng đá Việt Nam sẽ trở thành nhà vô địch của Đông Nam Á tại giải đấu năm nay. Hy vọng là như vậy, niềm vui rất lớn từ trên các khán đài, một niềm tự hào rất lớn, tất cả đều đang hòa chung tinh thần cổ vũ một bàn thắng tuyệt vời. Vâng, không thể có một kịch bản hoàn hảo và ngọt ngào hơn cho những cổ động viên, cho những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã chờ đợi trong suốt 10 năm qua. Chúng ta đã có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng trong trận đấu này, nhưng chúng ta đã để cho đối phương gỡ hòa với tỷ số hòa 2-2. Nhưng rồi đến những giây cuối cùng, khi tưởng như hai đội phải bước vào thời gian đá hiệp phụ, thì Minh Phương đã cho thấy ngày hôm nay và cả ở giải đấu này, Calisto luôn cho thấy ông luôn mang lại những sự thay đổi người chính xác, và đã có một quả đá phạt chính xác của Minh Phương để Công Vinh ghi bàn thắng quý hơn vàng. Công Vinh thật tuyệt vời với một bàn thắng. Đây có thể sẽ là bàn thắng đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Công Vinh.